Chào mừng kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, tối qua Ban Thường vụ Thành đoàn phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ tuyên dương nhà giáo trẻ tiêu biểu năm 2020. Đến dự có nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Đặng Thị Kim Liên. Chương trình đã vinh danh 24 nhà giáo đạt danh hiệu nhà giáo trẻ tiêu biểu, qua đó nhằm ghi nhận, động viên kịp thời các gương điển hình giảng viên, giáo viên trẻ có thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn, nghiên cứu giảng dạy và tham gia công tác đoàn hội tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Thông qua đó, kỳ vọng những tấm gương nhà giáo trẻ hôm nay sẽ được nhân rộng, góp phần lan tỏa sự nhiệt huyết, ý nghĩa của nhà giáo, nghề giáo trong sự nghiệp trồng người. Dịp này, Thành đoàn Đà Nẵng cũng tổ chức tuyên dương 29 học sinh đạt danh hiệu học sinh ba tốt, học sinh ba rèn luyện. Qua đó mong muốn các em học sinh được vinh danh sẽ càng trưởng thành và bản lĩnh hơn, góp phần vào việc xây dựng tổ chức đoàn ngày càng vững mạnh, quê hương ngày càng giàu đẹp.